Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, theo các kết quả khảo sát mới nhất, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ đang bám đuổi nhau rất sát tại North Carolina, một trong 7 bang chiến địa trong cuộc bầu cử sắp tới. Kết quả khảo sát do trường đại học High Point công bố ngày 3 tháng 10 cho thấy cả cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đều nhận được 48% sự ủng hộ từ các cử tri tiềm năng ở bang Đông Nam nước Mỹ này. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò trên toàn quốc, bà Harris chiếm ưu thế hơn trong số các cử tri đã đăng ký với tỷ lệ 48% ủng hộ, dẫn trước cựu Tổng thống Trump 2 điểm phần trăm. Các vấn đề được cử tri North Carolina quan tâm nhiều nhất bao gồm kinh tế, nhập cư, an sinh xã hội và quyền nạo phá thai. Trong mùa bầu cử năm nay, North Carolina được đánh giá là một trong 7 bang chiến địa trọng yếu khi nắm tới 16 phiếu đại cử tri, ngang với bang Georgia và chỉ đứng sau bang Pennsylvania với 18 phiếu. Trong giai đoạn cuối của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của bộ đôi Kamala Harris-Tim Walz đang tăng cường nỗ lực thu hút các cử tri nghiêng về Đảng Cộng Hòa nhưng chưa quyết định. Một số đảng viên Cộng Hòa công khai ủng hộ Phó Tổng thống Harris tới nay gồm các gương mặt đáng chú ý như cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, hai cựu hạ nghị sĩ Liz Cheney bang Wyoming và Adam Kinzinger bang Illinois, cựu thượng nghị sĩ Jeff Flake bang Arizona, cựu phó thống đốc bang Georgia Geoff Duncan. Ngày 3 tháng 10, bà Liz Cheney đã tham gia chiến dịch vận động tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris ở Ripon, bang Wisconsin, địa danh vốn được coi là nơi khai sinh của Đảng Cộng Hòa. Bà Harris được cho là sẽ tận dụng màn xuất hiện chung với bà Cheney để thể hiện tinh thần hợp tác lưỡng đảng. Địa điểm tổ chức meeting cũng được xem là một nước đi chiến lược từ phía bà Harris. Thành phố Ripon, nằm giữa Madison và Green Bay, là nơi tọa lạc của một trường học được chỉ định là di tích lịch sử quốc gia vì đã tổ chức các cuộc họp đầu tiên mở đường thành lập Đảng Cộng Hòa vào năm 1854. Vào thời điểm chỉ còn một tháng trước ngày bầu cử, giới quan sát cho rằng Nhà Trắng hiện đang phải đối mặt với ba thách thức có thể đe dọa hy vọng của Phó Tổng thống Kamala Harris. Một là cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài dai dẳng liên quan đến các động thái quân sự qua lại và ngày càng leo thang giữa Israel với Hamas, Hezbollah và Iran. Hai là áp lực lạm phát gia tăng do cuộc đình công của gần 50.000 công nhân thành viên Hiệp hội Longshoremen Quốc tế, gọi tắt là ILA, tại các cảng ở phía Đông và bờ Vịnh đang chặn dòng xuất nhập khẩu của Mỹ. Thứ ba là áp lực chính trị do cơn bão Helene vừa đi qua gây ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 189 người thiệt mạng và nhiều người mất tích ở nhiều địa phương, trong đó có các khu vực của hai bang chiến địa là Georgia và North Carolina. Điều này càng khiến cho cuộc đua của hai ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Công tố viên đặc biệt Mỹ Jack Smith đã đệ trình bản cáo trạng mới nhất lên tòa án, cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump đã có hành vi phạm tội trong nỗ lực đảo ngược thất bại bầu cử năm 2020. Ông Smith đã được Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 11 năm 2022 bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra và truy tố ông Trump về những cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cách đây 4 năm. Theo BBC, trong bản cáo trạng được công bố ngày 2 tháng 10, ông Smith và các công tố viên khác buộc tội ông Trump không phải lúc nào cũng thực thi chức trách của nhà lãnh đạo Nhà Trắng, mà thay vào đó đã tham gia vào nỗ lực phạm tội cá nhân nhằm lật ngược kết quả bỏ phiếu năm 2020. Họ tố ông Trump luôn có kế hoạch tuyên bố chiến thắng bất kể kết quả bầu cử như thế nào và tạo nền móng cho điều này từ rất lâu trước ngày bỏ phiếu quốc gia. Các công tố viên cũng đã cáo buộc cựu Tổng thống cố tình phát tán những phát biểu sai sự thật về cuộc bầu cử cách đây 4 năm. Họ nêu một số chi tiết mới về vai trò bị cáo buộc của đội ngũ vận hành tái tranh cử cho ông Trump trong gieo rắc nỗi hỗn loạn ở các chiến địa như Michigan, nơi lượng phiếu bầu cử được gửi qua thư do đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Ngoài ra, cáo trạng tuyên bố ông Trump và các đồng minh, bao gồm cả luật sư Rudy Giuliani, đã tìm cách lợi dụng tình trạng bạo lực và hỗn loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 để trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử. Cũng theo tài liệu này, Phó Tổng thống Mỹ lúc đó là Mike Pence đã nhiều lần bày tỏ sự nghi ngờ về các tuyên bố có gian lận bầu cử của ông Trump, đồng thời cố gắng thuyết phục vị Tổng thống sắp mãn nhiệm chấp nhận việc bản thân thất cử.
tòa nên xác định rằng bị cáo Trump phải bị tố cáo vì những hành vi vi phạm tội của cá nhân cũng như bất kỳ công dân nào khác. Công tố viên đặc biệt Smith cho biết, giới quan sát nhận định, bản cáo trạng mới là sự nỗ lực của các công tố viên nhằm thúc đẩy vụ án hình sự chống lại ông Trump sau khi tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 7 ra phán quyết cho phép miễn truy tố đối với các hành vi công vụ của Tổng thống. Các luật sư của ông Trump đã đấu tranh để giữ kín bản cáo trạng mới nhất. Stephen Chung, phát ngôn viên cho chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống, mô tả tài liệu này gây đầy rẫy sự gian dối và vi hiến. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm mùng 2 tháng 10, ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm nay, đã cáo buộc cáo trạng là đòn hạ bệ và không nên được công bố ngay trước tổng tuyển cử năm nay. Ông cũng buộc tội các công tố viên có hành vi sai trái nghiêm trọng. Tòa án đã trì hoãn việc xét xử vụ án này kể từ khi Bộ Tư pháp đệ trình các cáo buộc cách đây hơn một năm. Cho đến nay, ông Trump vẫn phủ nhận việc bản thân đã có hành vi sai trái. Cựu Tổng thống lạc quan sẽ giành được chiến thắng hoàn toàn trong vụ án này. Đây là lần thứ tư ông Trump không nhận tội đối với những cáo buộc hình sự kể từ khi rời Nhà Trắng. Trong vụ việc lần này, ông Trump bị cáo buộc 13 tội, gồm cả gian lận trong những nỗ lực bị cho là nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 tại bang Georgia. Một số nhân vật cũng bị truy tố với ông Trump cũng không nhận tội và tuyên bố không tới tòa. Ông Trump trước đó từng tố cáo các vụ truy tố đang bổ về ông có động cơ chính trị. Hiện nay, dù phải đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý, ông Trump vẫn đang là ứng cử viên đăng ký nhất của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa J.D. Vance và Đảng Dân Chủ Tim Walz, tỷ lệ chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 đã tăng lên. Theo một số nhà cái hàng đầu, tỷ lệ chiến thắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây đã tăng lên sau cuộc tranh luận vào ngày 1 tháng 10. Giữa hai ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance và của Đảng Dân Chủ, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Trước cuộc tranh luận Van Walz, nhà cái Beth Fair vốn cho rằng phó tổng thống Mỹ Kamala Harris là ứng cử viên sáng giá để giành chiến thắng, đã đảo ngược điều này vào sáng ngày 2 tháng 10 và đặt ông Trump ở vị trí nhỉnh hơn một chút so với bà Harris. Một số nhà cái khác như Petty Power và Spedek cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Vào ngày 1 tháng 10, ông J.D. Vance và ông Tim Walz đã đối mặt với nhau trong một cuộc tranh luận tương đối ôn hòa và tập trung vào các chính sách, trong đó hai bên xung đột về một số vấn đề như nhập cư và kiểm soát súng. Sáu nhà báo của Newsweek kết luận rằng ông J.D. Vance đã chiến thắng trong cuộc tranh luận, trong khi hai người cho rằng ông Tim Walz giành ưu thế và bốn người cho rằng hai bên hòa nhau. Vào ngày 1 tháng 10, nhà cái Best Friend đã đưa ra tỷ lệ 20/21, tương đương 51,2% cho khả năng bà Harris chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Đến sáng ngày 2 tháng 10, tỷ lệ này là 21/20, tương đương 48,8%, trong khi tỷ lệ chiến thắng của ông Trump là 1/1, tương đương 50%. Phát biểu với Newsweek, người phát ngôn của nhà cái Best Friend, ông Sam Rosenbaum cho biết, đây thực sự là một thị trường cá cược đầy biến động. Tỷ lệ cược đã hoàn toàn đảo chiều và ông Donald Trump lại trở thành ứng cử viên hàng đầu trên sàn cá cược Betfair Exchange. Ông Sam Rosenbaum cho biết thêm, bà Kamala Harris từng có tỷ lệ thắng là 20/21 vào ngày 1 tháng 10 để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã bị thay đổi thành 21/20 sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên của phó tổng thống. Theo ông Sam Rosenbaum, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chỉ còn hơn một tháng nữa, diễn biến mới này khiến cho cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sáng ngày 2 tháng 10, Newsweek đã liên hệ qua email với các đại diện của chiến dịch tranh cử của ông Trump và bà Harris để yêu cầu bình luận. Vào ngày 1 tháng 10, trước cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, nhà cái Petty Power đã đưa ra tỷ lệ cược 1/1, tương đương với 50% cho chiến thắng của ông Trump. Nhưng đến 2 giờ sáng ngày 2 tháng 10, tỷ lệ này là 9/10, tương đương 52,6%. Tương tự, vào ngày 1 tháng 10, nhà cái Spedek đã đưa ra tỷ lệ cược 19/20, tương đương 51,3% cho chiến thắng của ông Trump. Nhưng vào sáng ngày 2 tháng 10, tỷ lệ này đã thay đổi thành 10/11, tương đương 52,4%. Ngay sau cuộc tranh luận giữa ông Tim Walz và ông J.D. Vance, tỷ lệ chiến thắng của ông Trump cũng được Star Sports điều chỉnh sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ từ 21/20, tương đương 48,8% thành 19/20, tương đương 51,3%. Phát biểu với Newsweek, chuyên gia phân tích cá cược chính trị của Star Sports William Kendrianji cho biết, chỉ còn hơn một tháng nữa là người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu, nhưng hiện nay khoảng cách giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang cực kỳ sát sao. Theo chuyên gia William Kendrianji,
Với việc ông J.D. Vance được cho là chiếm ưu thế theo các cuộc thăm dò từ CNN và CBS, thì ông Trump đã quay trở lại vị trí ứng cử viên hàng đầu với tỷ lệ 19/20, tương đương 51,3%, thay vì 21/20, tương đương 48,8%. Và hiện giờ, không còn khoảng cách giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Theo một cuộc thăm dò nhanh do đài CNN được thực hiện với các cử tri đã đăng ký theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ, 51% cho rằng ông J.D. Vance là người chiến thắng, trong khi 49% ủng hộ ông Tim Walz. Cuộc thăm dò có sai số cộng trừ 5,3 điểm phần trăm.